Ủa vậy nha, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bodgaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu ganh cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bodgaming, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh ganh thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Ok. Hello, xin chào bà con cô bác nha. Chào mừng bà con đã đến với channel của tôi. Thì mời anh em nha, mình là Bodgaming TV nha bà con ơi. Ok, thì mình ngày hôm nay sẽ làm một cái video về top 5 cái video full chiến mạng theo yêu cầu khá là thú vị của anh em, đỡ bình luận mình giữ cho mình luôn nha. Ok, anh em có yêu cầu ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận mình giữ cho mình làm luôn nha bà con ơi. Ok, ngày hôm nay sẽ là top 5 cái video tưởng ở đây full chiến mạng để coi cái video tưởng này có chiến mạng cao ngắt ngưỡng nhất nha. Thì đứng ở vị trí top 5 của chúng ta đó chính là Violet nha. Một đứa con cưng của gà lột, gà nướng, gà hấp xả, gà hấp tiêu bà con ơi. Con cưng gì đâu mà nhiều, chân phục quá luôn, chân phục phải nói là điểm hơn cái đầu móng tay luôn đó con cưng mà. Bởi vậy đứng ở vị trí top 5 nha, để coi sức mạnh của Violet như thế nào mà đứng được vị trí này nha bà con ấy. Ok bà con, cô bác này xem video nhớ cho tôi một like và đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình luôn nha bà con à. Ok thì để coi cái đầu chiến mạng của Violet như thế nào mà đứng được vị trí top 5 đây. Đấy, cầm hai cái con, cầm hai cái con. Mà về cái đầu chiến mạng thì Violet này bà con đã biết rồi, từ xưa tới giờ nó bắn quá là bắn luôn đúng không, nhưng không biết cái mùa hệ mưu này đoán như thế nào đây. Mùa em ơi, nó bắn vừa phép mà vừa chí mạng luôn. Quá trời ok luôn coi, nửa cây máu chỉ với mấy giây thôi. Nè, kết chết luôn. Trời ơi trời, đúng là quá bắn cái con mà bắn luôn bà con ơi. Mượt mà con gà luôn đúng không? Chỉ với 8 giây thời gian cái cùng số 8 siết ta vào led thôi thì cái thời gian đó đã có thể chấm dứt được cái vị tướng Ibanez bên kia rồi. Trời ơi. Quá trời lợi hại mà, quá trời tuyệt vời. Mặt trời dành cho Violet nằm ở vị trí top 5 với cái lượng thời gian như vậy nha bà con ấy. Ở đây đầu tiên. Không biết ở đây tiếp theo sẽ là ai đây. Ô dạ dạ, tiếp theo là mọi chỉ tiêu 4 của chúng ta đó chính là Slam bà con ơi. Slam, chú thỏ cắn cỏ, chú cỏ hút cỏ luôn bà con à. Ok thì đã coi cái vị tướng này nằm ở vị trí tiêu 4 với cái lượng chiến mạng như thế nào mà nằm được ở vị trí này nha. Thì ơi, bộ đồ sẽ như này nha bà con ơi. Dạ dù một thánh kiếm, xong là bộ táp, cơm sấm sét, cây nanh, rồi cây vú không tàn cái nữa. Quá trời ok luôn ha. Để coi cái đội chiến mạng của Slam như thế nào mà nằm được ở vị trí top 4 đây. Rồi ơi, Slam là một trong cái những cái bài tưởng mà có thể đi gần cực kỳ mạnh mà đi ở đây cũng mạnh luôn bà con. Cuối game nào nó bắn tăng như bắn giấy luôn. Anh em mà bên kia mà có tăng nhiều quá thì anh em biết vào Slam cho mình. Trời trời, phải nói là lợi hại cái con lại lắm. Chúng ta nhìn giờ đâu. Ok, để coi cái sức mạnh của nó như thế nào nha. Ok, anh trai ơi, chuẩn bị thay cái sức mạnh của mình để khi đứng được vị trí top 4 này đi anh trai à. Ok, để coi cái sức mạnh nó như nào nha. Phóng nè, tao phóng, mỗi cái nhát phóng là 600 mấy chứ mày nha. 5 giây nữa cái máu mà còn ai, hết sảy con mà bảy luôn. Wow. Khi chấm dứt được cái sức mạnh của một kẻ như thế này chỉ với 7 giây thời gian cho Slam của chúng ta nằm ở vị trí top 4 thôi nha bà con ơi. Với cái lượng thời gian như này thì trên 1 giây đối với top 5 nha. Nhưng đứng được vị trí top 4 là khá phù hợp cho Slam mà đã quá mực mà con gà luôn đúng không bà con. Một cái vị tướng full chiến mạng tiếp theo là Slam, không biết ai sẽ kế tiếp đây. Ủa dạ dạ, tiếp theo nằm ở vị trí top 3 của chúng ta đó chính là Theonat bà con ơi. Một nữ vương của một khu gần bà con à. Ok thì để coi cái chí mạng của Theonat như thế nào mà đứng được vị trí top 3 nha. Theonat thì có bộ đồ bầu đứng kế bên nó mới bắn cái ghê đúng không, nhưng ngày hôm nay thì nó lại khác rồi. Với cái bộ đồ này thì không nhầm nhò gì đâu bà con ấy. Để coi cái lượng thời gian chí mạng của Theonat gây nên cái Ibanez cái cây bên kia như thế nào nha. Nó bắn lủng cái cây hay không bà con ấy. Rồi, một trong những cái vị tướng mà tôi yêu thích nhất luôn bà con à. Biết cái vị tướng này vào và cần quá cái đòn đánh thôi thì thứ gì mà chịu nổi. Để coi mấy giây thời gian nha. Trời ơi, anh em mà không biết chơi thì tôi cũng khuyên anh em đó là nên biết Theonat vào chí mạng của nó cao ngất ngưỡng luôn đúng không, hút 100 luôn nè, 102 tỷ lệ chí mạng luôn nè, thấy chưa anh em, thấy chưa. Trời ơi, chí mạng của nó là không vừa được đâu bà con ơi. Ok ok, để coi sức mạnh của nó như thế nào nha. Cứ việc bắn thôi, vì vậy còn lại thì cứ để cho tôi lo cô gái ơi. Đó, nửa cái máu 3 giây nha bà con. Quá trời là hại con bà bại luôn. Trời ơi trời, quá là bắn luôn. Với cái lượng sức mạnh như này thì còn điều gì bàn cãi dành cho Theonat của chúng ta nằm ở vị trí này đúng không bà con à. Trời ơi, khi đứng ở vị trí top 3 nha. Trời ơi, chỉ với 5 giây thời gian thôi, quá mực mà con gà luôn. Vị trí thứ 3 dành cho Theonat nha. Không biết ai sẽ kế tiếp đây. Chỉ mạng khủng quá.
Ủa vậy tiếp theo là một vị trí Á quân top 2 của chúng ta ngày hôm nay chính là Celica bà con ơi. Một cái vị tướng giá cây khẩu pháo sau lưng thấy cầm đấy siêu nặng này dùm luôn bà con à. Nhưng bù lại cái lần chí mạng của cái vị tướng này tính trên chiêu, tính tên đòn đánh luôn là cực kỳ thuận lợi và ok luôn ha. Ok thì để coi cái sức mạnh của cái vị tướng này như thế nào đây. Ok hãy cùng mình coi nha bà con ơi. Rồi top 2 Á quân đấy chứ mà dần giờ đâu. Á quân là cứ việc bắn thôi. Thì là chứ mà hiện tại là mấy chục phần trăm nè. Ok để coi nó như thế nào nha. Cái chiêu của cái vị tướng này mà giờ đánh thường cái chiếc mạng mà giờ cho chiêu qua chiếc mạng thôi nhưng mà giờ đâu. Ok anh em mà con có bé đang xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha bà con ơi. Ok thì đã coi cái sức mạnh của cái vị tướng này như thế nào mà nằm được ở vị trí này đâu bà con à. Á quân nhà vừa cho chiêu mà giờ bắn luôn, giờ bắn chiêu mà giờ bắn thường luôn nha cô gái. Ok để coi sức mạnh của Á quân như nào nha bà con. Thấy giờ những cái đoạn đánh thường chiến mạng phải nói là 900 mấy chiêu cuối là ngàn mấy không nào, thứ gì mà chịu nổi đúng không bà con ơi. Mày ơi trời, với cái lượng sức mạnh như này thì còn gì mà bàn cãi đối với cái sứ mệnh của Celica nào mà bây giờ Á quân top 2 đây bà con ơi. Bắn quá là bắn luôn, chỉ với 5 giây mấy thôi thì kết quả là có luôn nha bà con ơi. Một cái vị tướng siêu hoàn hảo cho Celica, tầm bắn siêu xa nằm ở vị trí Á quân top 2 luôn nha. Nhưng còn ai mà đứng trên cơ Celica nữa đây ta? Ai đây? Ok con dây tiếp theo nằm ở vị trí quán quân top 1 của chúng ta đó chính là John nhau con ơi. Một anh chàng cầm cái cung tên siêu ngầu mà siêu bá chém vừa chết chó luôn con à. Ok thì để coi cái vị tướng này vì sao mà nằm được ở vị trí quán quân top 1 của chúng ta ngày hôm nay nha. Với cái lượng sức mạnh của ông cố nội này thì không vừa được đâu bà con ơi. Ok thì để coi cửa này như thế nào thể hiện đây. Cái bùa đầu mình cũng lên y như cũ, y u như kỹ thôi nha. Ok để coi sức mạnh con cửa này như nào đây bà con à. Trời, ông nội ham hố gì vậy, từ từ đi tới cho mày đẩy. Trời ơi ham hố quá, từ từ đi tao sấy nha, tao cầm giòn là tao sấy là bả chết bị chết chó luôn chứ mà giờ đâu. Ok chuẩn bị thể hiện nha, chuẩn bị thể hiện là let go là bắn luôn nha, chuẩn bị thể hiện let go là bắn luôn nha chứ mà giờ đâu có ai đó. Vừa đầu là chuẩn bị sẵn sàng luôn. Chiêu hai trời sấy nè, trời ơi sấy nè, sát thương cộng dồn kìa, 2 giây nữa cái máu quá cộng dồn luôn con ơi. Trời ơi trời, bà chỉ với 4 giây thôi để có đời chết giết được cái cây này bà con ơi. Quá cho hoàn hảo với cái lần sức mạnh của John gây nên nha bà con ơi, chỉ với 4 giây thời gian thôi. Đúng là quán quân của chúng ta có khác mà đúng không. Một cái bài tưởng sấy chí mạng phải nói là cực kỳ đau trong liên quân luôn. Full chí mạng thì kẻ đứng đầu tiên đó chính là John bà con à. Một cái bài tưởng siêu hoàn hảo luôn nha, sói ca phải nói là cực kỳ ok luôn. Ok ngày hôm nay theo cầu ý tưởng của anh em mình đã làm luôn nha. Anh em mà còn có bác có yêu cầu ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận mình giữ cho mà làm nha bà con ấy. Ok cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Anh em mà còn có bác đang xem video nhớ cho tôi một like và đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha bà con à. Đúng là John, sứ mệnh của John không đùa được đâu bà con ấy. Trời ơi với cái lượng sức mạnh như này thì còn gì bàn cãi nữa đâu đúng không. Trời ơi top 5 ngày hôm nay biết vào leo chiến tướng ngay luôn anh em ấy. Dạ cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình nha.